Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ô tô Đức Thiện xin giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm. Một siêu phẩm siêu siêu lướt luôn. Đó là chiếc C300 AMG. C300 AMG sản xuất 2020 ạ. Điện Hà Nội, một chủ từ đầu, chạy 7.000 cây. Vâng, C300 2020 chạy 7.000 cây quý vị nhá. Một chiếc xe siêu siêu lướt luôn. Còn cực kỳ mới. Xe gần như là vừa được hộp trong hãng luôn, rất là mới quý vị nhá. Em sẽ đi tổng thể ngoại thất quý vị xem. Màu đỏ, một cái màu rất là cá tính và thể thao. C300 phiên bản 2020 thì đã được trang bị bộ mâm mới này. Đèn hậu trước, đèn hậu và đèn phía trước đã trang bị hoàn toàn mới quý vị nhá. Đây, cặp đèn multi beam LED này. Cặp đèn mới nhá, nhìn rất hiện đại và đẹp mắt đấy ạ. Cặp đèn mới trên C300 2020. Xe thì trang bị cảm biến trước sau đầy đủ rồi. Và mặt ca lăng cũng là mặt ca lăng mới nhá. Đó, một mẫu xe rất là thể thao và đẳng cấp. Màu đỏ luôn. Đó, màu đỏ và gương được sơn đen, rất là thể thao. Mâm thì đã sẽ bị mâm mới rồi, quá chất luôn. Mà hãng bây giờ đang rất là hiếm xe. Chiếc này bên em chạy có 7.000 cây thôi, gần như là mới tinh rồi. C300 AMG. Đó, xe trang bị hệ thống cam 360 nhá. Cảm biến trước sau, xung quanh xe cam 360, cốp thì ra cốp đóng mở điện. Và xe cũng trang bị đá cốp quý vị nhá, rất là hiện đại luôn, ngập tràn công nghệ. Đó. Cầm khóa ra nhỉ, phải cầm khóa, khóa trong người thôi. Lốp nguyên râu luôn này. Đó, xe những chiếc xe này thì chúng ta chỉ xe này bàn về giá thôi, chất thì khỏi bàn rồi, nó còn quá mới. Xe bên em về chỉ rửa qua là bày bán luôn, vì còn quá mới. C300 AMG quá đẳng cấp đây. Xe thì chủ đã dán kính trải sàn đầy đủ rồi. Đó, như mới tinh luôn. Loa 4 meter, hệ thống loa rất đẳng cấp. Điều hòa có điều hòa 3 vùng nhá. Một dàn điều hòa riêng phía sau này. Đó, rất đẳng cấp nhá. Cửa kính tự động một chạm hết, gương điện, cặp điện này, chỉnh điện, loa 4 meter, rất là đắt tiền. Hai ghế trước chỉnh điện nhớ ba vị trí luôn nhá. Đó, rất là hiện đại. Túi khí xung quanh xe, an toàn và hiện đại, cực kỳ đẳng cấp luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh đấy ạ, hai cửa sổ trời. Em sẽ vào bên trong đề nổ quý vị xem. Đây, màn hình điện tử luôn. Với phiên bản 2020 thì đã trang bị màn hình điện tử. Đó, đây, vô lăng mới này. Vô lăng rất là thể thao nhá. Hai phím cảm ứng hai bên. Giới hạn tốc độ và ga tự động. Hai lẫy chuyển số thể thao. Cần số đặc trưng của mạc này, cần số điện tử. Cam 360 nhá. Đó. Điều hòa hai vùng. Cửa sổ trời đây, chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh. Quá đẳng cấp luôn, một bầu trời công nghệ. Một bầu trời công nghệ trên xe. Đây, con lăn điều khiển này, đặc trưng của mẹc đó, quý vị thấy nhá. À, xe quá mới luôn. Siêu siêu lướt. Đây, phanh điện tử ở dưới này. Nhìn là mê ngay, còn quá mới. Một mẫu xe rất đẳng cấp, C300 AMG. Đó, quý vị phải xem trực tiếp nhá, thấy cái độ mới của nó như vừa trong hãng ra luôn.
xe quý vị có thể đem hãng kiểm tra nhé. Cả những dòng xe lướt này bên em cam kết là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên. Quý vị có thể đem hãng kiểm tra, và trước khi mua chiếc xe này thì bên em cũng đã đưa vào hãng kiểm tra rồi, nên quý vị chất lượng yên tâm nhé. Đây, máy em vẫn để nguyên như này luôn. Đó, máy rất là kín đẹp nhá, rất là đẳng cấp luôn. Vâng, C300 AMG 2020 chạy 7.000 cây. Nếu quý vị nào quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình, hoặc qua trực tiếp cửa hàng đó là ô tô Đức Thiện, số 10 phố Thanh Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.